Ông phơi hạt vừng thì cháu phơi rau muống. Nhưng mà nghe cứ sai sai nhỉ. Nhưng mà mọi người không có nghe nhầm đâu, phải phơi rau muống thì mới làm được kim chi rau muống đó nha. Đấy, tại các bạn ấy cứ suốt ngày comment là lên nhà ông. Xong cái là mình cứ phải lên đây quay thì mới có cảm hứng được. Clip này thì lâu rồi này, mình suýt nữa bỏ quên đến giờ mới đăng. Này thì ông mình vẫn cứ đi hái đỗ đen ở ngoài vườn và phơi ra thôi. Có thể mọi người không biết nhưng mà ông mình là một người rất là thích sự hoàn hảo. Đấy, có phơi đỗ đen thôi nhưng mà cũng phải vuông vắn như thế này này. Góc nào ra góc đấy, cạnh nào ra cạnh đấy. Thôi giờ thì tập trung vào việc của mình nào. Hôm nay thì mình sẽ làm hai loại kim chi. Vẫn là với cái sốt muối kim chi Hàn Quốc của Ofood cho nó nhanh. Nhưng mà hai loại kim chi hôm nay là hơi bị đặc biệt đó nha. Kim chi rau muống với cả kim chi dưa chuột mình ít thấy lắm á. Đấy thì rau muống chỉ lấy phần cẳng của nó thôi, còn phần lá để đấy là nấu món khác. Cũng hơi nhiều rau nên là ông quay ra phụ mình một tay. Cái đó là rửa rau muống với nước lạnh và để cho ráo nước này. Kiếm cái ô to to cho cái cọng rau đó vào rồi sát với một chút muối. Nhớ là sát đều nha để cái cọng rau nó còn mềm ra như thế này này. Đấy là kết quả sau 30 đến 45 phút nha. Xong cái là đem đi rửa sạch và mang ra phơi nắng này. Mọi người ơi, phơi như thế này xong tí nữa cái cọng rau muống nó giòn dã man luôn. Nhưng mà cũng phải để đó phơi khoảng 30 phút sau là mình quay ra làm dưa chuột này. Ôi dồi ôi, cái này còn làm đơn giản hơn cả rau muống cơ, chỉ việc cắt ra xong mà chẻ thành 4 hoặc mọi người có thể cắt dài dài cũng được. Nhớ là cắt hai cái đầu xong xoa xoa thế này cho đỡ đắng nha. Dưa chuột này thì mình không chà muối đâu vì có thể làm nát mất ruột. Thay vào đó thì mọi người hãy đun một nồi nước sôi, sau đó là thả muối vào và cũng đổ hết cái đống dưa chuột đó vào nồi luôn. Nhớ là cái mực nước nó phải ngập cái dưa chuột nha. Nhưng mà ngập vẫn chưa đủ, phải lấy cái vung nồi chẹn vào luôn để dưa chuột nó còn mềm ra chứ. Quay ra ngó cái rau muống phơi thì cũng có vẻ ok rồi đấy. Giờ thì mình bắt tay vào sơ chế nốt mấy cái nguyên liệu khác để trộn cùng sốt kim chi nha. Giờ này là tự tin nói cái món kim chi là cực kỳ đơn giản với mình. Chỉ cần có cái sốt kim chi của Ofood thôi, xong hết. Tiện dã man, không cần phải nêm nếm bất kỳ cái gia vị nào hết. Vẫn cái sốt đấy nhưng mà một nồi thì mình sẽ để trộn với rau muống, còn một cái thì sẽ để trộn với cả dưa chuột. Trời ơi, đổ ra trông kìa, cái sốt nó sánh quyện. Nhờ có nó mà tiết kiệm bao nhiêu là thời gian với cả công sức để làm kim chi. Còn về phần kim chi dưa chuột thì mình sẽ làm với hành tây, hành lá và cũng cả cà rốt nữa. Nhớ ngày trước làm kim chi cứ phải xay đủ thứ nào thì tỏi với cả ớt, mật nguyền cả ngày mới xong. Giờ thì việc đổ luôn cái rau muống đã phơi nắng vào. Xong cái là chỉ việc trộn đều lên là có ngay cái món kim chi rau muống siêu lạ, màu đỏ đỏ cũng siêu đẹp luôn. Ăn cái này là tốn cơm tốn canh lắm nha, mà cái này có thể ăn sổi được luôn á. Chưa gì đã cảm nhận được cái vị siêu giòn của rau muống rồi. Cái sốt kim chi thì chua ngọt cay cay vừa phải. Rồi giờ thì quay ra làm nốt cái dưa chuột nào. Dưa chuột thì sau khi ngâm cái nước muối kia thì cũng rửa sạch và cho luôn vào sốt trộn. Đơn giản không, đơn giản không, đố tìm được cái nào đơn giản hơn đấy. Mà đây cũng là lần đầu tiên mình ăn kim chi dưa chuột luôn. Mấy món này cứ tự làm rồi tự ăn cứ cảm giác rất là thành quả luôn. Dưa chuột thì bên ngoài đã mềm mềm rồi nhưng mà bên trong thì vẫn giòn ngon nha. Đấy thì sau khi trộn đều thì mình lại sẽ để vào cái hộp để bảo quản để ăn dần chứ mấy cái kim chi này là món ăn kèm hợp lý lắm luôn. Kim chi rau muống thì cũng y như vậy, để luôn vào hộp này. Nhưng mà mình cũng để sẵn một ít rồi bên ngoài để trưa nay mình cùng với ông bà ăn rồi. Nay thì ở nhà ông bà nấu miến xào nè, xào với nấm và thịt gà cũng thơm ghê. Xong kết hợp một chút tê cay từ kim chi dưa chuột và kim chi rau muống nữa. Ông mình thì thích ăn cái kim chi dưa chuột hơn, còn mình thì thích cái rau muống hơn vì nó lạ hơn mà. Xong kiểu ăn nó còn giòn sần sật ý, lại hơi chua chua và thơm thơm nữa. Nói chung là bữa nay lên nhà ông bà ăn hơi bị gọi là non nê đó nha. Sao lại chắc mò lên ăn tiếp hi hi.